cuộc bầu cử chủ tịch, đồng chủ tịch và các ủy viên văn phòng thường trực thuộc Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia cho nhiệm kỳ 2014-2016 đã được diễn ra vào tháng 9 năm 2014. Ngày Chủ nhật, 7 tháng 9, 2014, tại Văn phòng Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn, có hai ứng cử viên vào chức vụ Chủ tịch Cộng đồng. Ứng cử viên số 1, ông Lý Hiền Tài. Ứng cử viên số 2, ông Đoàn Hữu Định. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân được đề cử nhưng ông đã từ chối. Chủ tọa đoàn gồm có Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, ông Lê Hữu Em, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Hội đồng đại diện gồm có 37 thành viên hội đoàn trực thuộc cộng đồng, 37 đại diện đều có mặt. 36 thành viên cá nhân thuộc 12 liên danh đắc cử vượt qua nhưng chỉ có 25 người hiện diện. Tổng cộng 62 người được quyền bỏ phiếu. Kết quả, ông Đoàn Hữu Định được 30 phiếu, ông Lý Hiền Tài được 28 phiếu, có 3 phiếu trắng và 1 phiếu bất hợp lệ. Chiếu theo hiến chương và nội quy của cộng đồng, số phiếu của ông Đoàn Hữu Định tuy cao hơn số phiếu của ông Lý Hiền Tài, nhưng không đủ quá bán để đắc cử, nên hai ứng cử viên và hội đồng đại diện đã đồng ý tổ chức vòng bầu thứ nhì. Kết quả lần bầu cử thứ nhì không đòi hỏi phải trên quá bán như lần đầu để đắc cử. Ngày thứ Bảy, 27 tháng 9 năm 2014, vòng bầu cử thứ hai đã được diễn ra tại Văn phòng Hội Người Việt Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn. Chủ tọa đoàn được bầu hôm nay gồm có bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Nguyễn Đình Kỳ và ông Lê Hữu Em. Ứng cử viên Lý Hiền Tài tuyên bố rút lui, không ứng cử vào chức vụ chủ tịch cộng đồng. Thưa ông Lý Hiền Tài, cảm nghĩ của ông là một người ứng cử viên đối với cuộc diễn tiến xảy ra mới đây. Như quý vị đã theo dõi tình hình thì thấy rằng cái công việc bầu cử nó cũng có những cái gay cấn, cũng có những cái mà đều cần phải làm sao để cho thắng cử. Trong tinh thần đó nó cũng có những cái chuyện không tốt xảy ra làm mất tình đoàn kết. Thành ra chúng tôi nghĩ rằng làm thế nào để cho cái tình đoàn kết của cộng đồng chúng ta mỗi ngày một vững mạnh thêm thì để hóa giải tất cả những cái mọi cái điều thắc mắc cũng như là mọi cái điều mà anh em chúng ta không đồng ý với nhau thì bây giờ hôm nay là cái cuộc bầu cử đã thành công và chúng tôi cũng trong tinh thần đó xin rút lui để không có tranh cử để rồi tạo cái sự kêu mất đoàn kết, do đó mà chúng tôi đã rút lui. Hội đồng đại diện có mặt trong vòng bầu lần thứ nhì gồm có 31 đại diện hội đoàn, 16 thành viên cá nhân, tổng cộng 47 người đã bỏ phiếu. Kết quả, ông Đoàn Hữu Định được 38 phiếu và 9 phiếu trắng. Tiếp theo, hội đồng đại diện đã bỏ phiếu bầu đồng chủ tịch Maryland, Washington DC và các ủy viên văn phòng thường trực Maryland, Virginia. Kết quả cuộc bầu cử cho nhiệm kỳ 2014-2016. Chủ tịch Đoàn Hữu Định, đồng chủ tịch Maryland Thomas Phạm, đồng chủ tịch Washington DC Nguyễn Phi Hùng, hai ủy viên văn phòng thường trực Maryland Trần Lạc và Lê Minh Thiệp, sáu ủy viên văn phòng thường trực Virginia Nguyễn Trọng Đạt, Nguyễn Thị Lễ, Trần Tuyết Ngọc, Trúc Nương, Trần Thị Tụ và Dương Xuân Tuyển. Cuộc bầu cử đã kết thúc vào lúc 3:30 cùng ngày. Là xin chúc mừng ông Đoàn Hữu Định đã được đắc cử nhiệm kỳ chủ tịch cộng đồng 2014-2016 và xin ông cho các khán giả biết nhiệm vụ của ông trong năm 2014 tới 2016 đối với những diễn tiến xảy ra trong cộng đồng mình như thế nào. Trước tiên thì xin cảm ơn anh Nguyễn Trọng Đạt đã có lời chúc mừng và xin thành thật kính chào tất cả quý vị thính giả của đài SBTN. Cái nhiệm vụ của tôi quan trọng nhất có thể là làm sao để cho có được giới trẻ tiếp tay với cộng đồng. Tôi rất là mừng, tại vì kỳ này anh Nguyễn Trọng Đạt vẫn tiếp tục ở trong văn phòng thường trực. Đó là một trong những cái việc mà tôi muốn rằng là anh Đạt cố gắng nhiều hơn nữa để tiếp tay, đem thêm giới trẻ vào giúp dùng cho cộng đồng trong những cái việc mà chúng ta thấy. Quan trọng nhất có thể là cái tinh thần đoàn kết. Nó có rất nhiều cái chuyện gọi là lúng cũng, cũng như là những cái khuyết điểm xảy ra trong cái khi mà chúng ta tranh cử với nhau. Nhưng mà cũng nhờ giới trẻ có mặt đó cho nên nó có đem lại được một cái sự hàn gắn nào đó mà chúng ta thấy rằng là cộng đồng rất cần có giới trẻ để mà chúng ta tiến tới thêm nữa. Chúng ta thấy rằng là giới trà, những cái thành phần mà gọi là thế hệ một, tới giờ phút này nó cũng nó đi đến một cái tuổi mà có thể nói rằng là decline, nó xuống dốc rồi. Thành ra giới trẻ là cái thành phần mà cần phải vô và tiếp tay và làm tất cả những cái sáng kiến. Trong cái nhiệm kỳ vừa rồi đó,
Tôi có được cái diễm phúc là Đạt giúp rất nhiều trong những vấn đề khuyến học, cũng như là Đạt đã đưa những cái sáng kiến ra để mà cho thấy rằng là cộng đồng cần phải đi đến với giới trẻ, và giới trẻ đã có mặt trong những cái chuyện mà ngoài cái khuyến học ra có những cái sinh hoạt mà của giúp ích trong vấn đề mà phúc lợi dân sự. Chẳng hạn như là cái cộng đồng vừa rồi đó, cái quỹ của cộng đồng đăng lý ra là bỏ vô đó một cái ngân hàng nào đó, nhưng mà Đạt đã giới thiệu thì chúng tôi đã bỏ vào một cái ngân hàng mà giới trẻ đứng trong đó làm trong thành phần mà management và directorship. Cái đó rất là hay, chúng tôi rất là hoan nghênh, mong mọi là trong cái nhiệm kỳ này được sự giúp đỡ nhiều hơn và có sự dấn thân nhiều hơn của tất cả giới trẻ. Xin cảm ơn ông Đồng Huy Định. Cảm ơn anh Đạt và cảm ơn quý vị.